Alo, vâng, chúng ta cùng tiếp tục đến với trận thi đấu tiếp theo. Trận thi đấu đầu tiên ở trong set đấu thứ hai. Vâng, set đấu trước là một set đấu khá đáng tiếc với game thủ Gunny, khi mà đã có thời điểm tưởng chừng như game thủ Gunny đã lội ngược dòng thành công. Nhưng chỉ một giây phút có thể nói là quyết định ở trong giai đoạn điều quân khi mà đời 3 lên đời 4 thôi. Game thủ Gunny đã bị ốp 3 và mọi thứ đã chấm hết ở trong set đấu đầu tiên, 3-2 dành cho game thủ cá sâu kêu. Và đây là trận thi đấu tiếp theo ở trong trận thi đấu đầu tiên trong set đấu thứ hai. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của Game TV. Trận giao hữu solo kèo đấu ACDN giữa hai game thủ Gunny và game thủ cá sâu kêu. Ở thể loại ACDN thì game thủ cá sâu kêu chưa là người chưa lên hình quá nhiều và game thủ Gunny cũng không được đánh giá quá cao. Vậy mọi người cứ ngỡ như rằng đây là một kèo đấu mà game thủ Gunny là game thủ top 1 và giành đến nhiều lợi thế. Nhưng cá sâu kêu không nghĩ là như vậy. Và điều đó được chứng tỏ rất rõ ở trong set đấu đầu tiên. Và đây là set đấu thứ hai. Các bạn có thể theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của Game TV ở trên hai kênh sóng. Vâng, trên kênh sóng AOE3 và AOE4. AOE3 là Trình Duyệt Tweet và trên AOE4 là Trình Duyệt Talk. Buổi tường thuật trực tiếp được tài trợ bởi SIM Thăng Long và Cellphonet. Vâng, chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại trận đấu thôi. Timeline 28/28 đến từ game thủ Gunny. Một bài có đến hai bãi cỏ phụ dành cho game thủ Gunny. Vâng, tỷ số VC đang là 1-0 rồi.
Alo, chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại trận đấu thôi. Thằng này 45/56 dành cho cầu thủ Gunny. Vài AC An tương đối vâng giàu về đồ ăn, nhưng những tên đi quân của cầu thủ Gunny vẫn như thường lệ chưa được chuẩn xác cho lắm. Vâng, tham lai 58 đến từ cầu thủ Gunny đã có những tên đẩy quân. Vâng, đấu quân là tóe lửa giữa hai cầu thủ ở giữa bản đồ, nhưng chúng ta hãy cùng xem ai sẽ là người chiếm lợi thế. Tham lai một chút, như vậy Gunny đang bắt đầu đè. Vâng, đang bắt đầu đè dành cho cầu thủ Gunny rồi. Trong những thời điểm tới có lẽ là vẫn cứ tiếp tục đè thôi, khi mà quân của cầu thủ Gunny đã bắt đầu bước vào giai đoạn ổn định. Vâng, cứ ra đều, trừ khi những tên mà cầu thủ Gunny vâng lộ liễu quá mà không sóc quân thôi, còn lại thì vẫn đang ra đều. Vâng, dường như là một tên nhả và nâng chặt gỗ 2, không sao quân và nâng chặt gỗ 2. Đấu quân tiếp dành đến cầu thủ Gunny. Gunny quyết định vâng đấu lên tên này, nhưng hãy cẩn thận một pha phản công đến từ game thủ vâng cá sâu kêu. Cá sâu kêu đây tôi biết ngay mà, game thủ Gunny vâng game thủ cá sâu kêu là người cực kỳ thích những tên phản công. Bây giờ thì ốp được A và một tên to lao vào nhà. Nhưng bây giờ thì một nửa tách về nhà và thủ nhà, còn một nửa vâng như vậy là không tách về nhà thủ nhà, quyết định lao vào và ăn dân xối xả. Nhưng tên này vâng liệu có bị đổi hay không? Thế nhà đang là khá tươi. Vâng, tên này bị đổi thì hơi đáng tiếc. Vâng, ô nông dân kìa. Vâng, cứ thế mà xả thịt đi thôi. Vâng, xả thịt đi thôi. Ui vẩy e nhưng mà không kịp, cá sâu kêu đã quyết định đen hai chiếc ruộng định mệnh và chạy ra ngoài mất rồi. Ôm rất nhiều nông dân là chạy ra ngoài mất rồi, và cá sâu kêu cũng quyết định lao một tên, nhưng một tên sai lầm của cá. Vâng, bài này cá game thủ cá sâu kêu lại quyết định rút về và bắt tên quân này của game thủ Gunny. Nhưng dù sao thì tên này đã hoàn thành quá tốt nhiệm vụ của mình rồi. Vâng, tham lai Gunny quá đè rồi sau những tên công quân có thể nói là cực kỳ thành công đến từ game thủ Gunny. Bây giờ tham lai đã quá đè dành đến game thủ Gunny rồi, nhưng cá sâu kêu vẫn đang chảy cối. Vâng, thi đấu để game thủ Gunny ức chế. Gunny cần phải bình tĩnh. Gunny là một game thủ có thể nói là vâng tương đối cục xúc. Phong cách chém đến từ game thủ Gunny thì ai cũng biết rồi. Vâng, cách chém băm mổ. Nhưng đây là đấu quân vâng điều cung rờ, vậy cần phải tinh tế và ảo diệu một chút. Vâng, ốp A và sau đó thì tách cung R đẩy ở phía trong. Vâng, cá đỡ đi. Chúng ta cùng xem tên này cá có đỡ được hay không. Vâng, để Emmy luôn. Để Emmy luôn, không hề xoắn. Vâng, phản công đi thôi. Vâng, bây giờ Gunny biết vâng cá sâu kêu sẽ phản công theo kiểu này. Và Gunny thủ quân ở nhà là rất đông. Tên này thừa đủ để đỡ nhà, tôi tin chắc là như vậy. Và cá sâu kêu đi sai luôn mà không nói một lời nào. Vâng, tỷ số là 1-0 trong trận đấu thứ hai dành đến game thủ Gunny. Chưa đi.